Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Việt cùng Thỏ Mì. Đây là bài số 68 trong loạt bài tiếng Việt trung và cao cấp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cụm từ giết thời gian. Giết thời gian. Và một từ được sử dụng rất thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam, đó là từ đại. Đại. Trước tiên, giết thời gian. Thời gian ở đây là giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm. Đó là thời gian. Vậy giết thời gian là gì? Và tại sao chúng ta lại giết thời gian? Chúng ta giết thời gian khi chúng ta có một khoảng thời gian trống và chúng ta không biết phải làm gì. Chúng ta kiếm đại một việc nào đó để làm, để cho qua thời gian. Đó là giết thời gian. Chúng ta kiếm đại một việc nào đó để làm, để cho qua thời gian. Kiếm đại một việc nào đó có nghĩa là kiếm việc nào đó làm cũng được. Đại ở đây có nghĩa là sao cũng được, thế nào cũng được. Chủ yếu là để qua thời gian. Bây giờ mình sẽ đưa ra thêm một ví dụ nữa để các bạn có thể hiểu rõ hơn về từ đại này. Tùng đi chuyến xe buýt từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Chuyến xe khởi hành lúc 7 giờ tối. Thì 6 giờ 30 tối, Tùng đến bến xe, Tùng bước vào một quán ăn và Tùng nói với em gái là chủ quán là: "Em nấu đại món nào cũng được, anh đang gấp, ăn gấp để đi thôi." Nấu đại món nào cũng được có nghĩa là em nấu món nào cũng được cả, em cứ nấu đi, em tự chọn, em nấu đi, anh rất là gấp, nấu món nào cũng được cả, anh chỉ cần ăn để không có đói bụng thôi. Và lên xe để mà đi Đà Lạt. Đó chính là nấu đại. Nấu món nào cũng được, ok, không sao cả. Một ví dụ khác nữa. Quân và vợ của Quân đang trên đường về nhà. Lúc này đã là 8 giờ tối. Thì họ ghé qua một tiệm xôi. Ở đó bán rất nhiều loại xôi. Xôi đậu xanh, xôi đậu đỏ, xôi đậu phộng, xôi thịt heo, xôi thịt bò. Thì vợ của Quân mới hỏi Quân là: "Anh muốn ăn xôi gì?" Thì Quân mới trả lời: "Mua đại đi, xôi nào cũng được. Anh mệt quá, muốn về sớm ăn rồi đi ngủ thôi." Mua đại đi, xôi nào cũng được có nghĩa là em cứ chọn đi, mua xôi nào cũng được cả, mua đại đi, mua đại về ăn. Anh mệt quá rồi, ăn rồi đi ngủ thôi. Như vậy, đại có nghĩa là sao cũng được, thế nào cũng được, nhanh đi, gấp đi, không có gì là phải quan trọng cả. Chúng ta quay lại để nói về cụm từ giết thời gian. Giết thời gian. Chúng ta giết thời gian khi chúng ta có một khoảng thời gian trống, chúng ta không biết làm gì và chúng ta kiếm đại một việc nào đó để chúng ta làm. Thường thì khoảng thời gian trống này khá ư là ngắn. Ngắn thôi, không có dài. Ví dụ, Tùng đang ở sân bay Tân Sơn Nhất đợi chuyến bay từ Sài Gòn đi Hà Nội. Còn 30 phút nữa mới lên máy bay. 30 phút nữa mới lên máy bay. Tùng không biết làm gì. Vậy là Tùng đi một vòng xem các tiệm bán đồ ở trong sân bay. Thì 30 phút đó Tùng đi một vòng xem các tiệm, xem trong đó bán cái gì. Chủ yếu là để giết thời gian, để qua thời gian mà thôi. Chứ Tùng không có ý định, không có dự định là sẽ mua đồ ở trong sân bay. Ok, đây là phần 1 của bài 68. Trong phần 2 của bài 68, mình sẽ nói về các cách để giết thời gian trong trường hợp cái khoảng thời gian trống rất là dài. Và phần 2 của bài 68 là một bài học có trả phí. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Mình là Tùng, đến từ kênh Dạy Tiếng Việt, giọng miền Nam, chính xác là giọng Sài Gòn.